bà Hillary Clinton giới thiệu chính sách an ninh, tin từ New York. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, kêu gọi một cách tiếp cận tích cực hơn để chống lại phiến quân quốc gia nhà nước Hồi giáo so với biện pháp mà Tổng thống Barack Obama đang theo đuổi. Bà cho rằng chiến dịch không kích tăng cường cần phải kết hợp với lực lượng trên bộ. Trong bài diễn văn tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, cựu Ngoại trưởng đưa ra quan điểm mở rộng nhất của mình từ trước cho tới nay về biện pháp chống lại nhóm phiến quân ngày càng phát triển đã tấn công Paris vào ngày thứ Sáu tuần trước. Bà cho rằng đây là thời điểm cho một giai đoạn mới trong cuộc chiến để chống lại nhóm quốc gia Hồi giáo. Một chiến dịch không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu hiệu quả hơn cần phải kết hợp với lực lượng trên bộ thực sự chiếm lại lãnh thổ. Nỗ lực này sẽ đòi hỏi tăng cường tình báo liên quan tới thêm nhiều người nói tiếng Ả Rập, chuyên môn trong khu vực và tài sản kỹ thuật. Ngoài ra cũng cần có khu vực cấm bay trên bầu trời Syria và các khu vực an toàn cho những người chạy trốn bạo lực. Tuyên bố của bà dường như là lời chỉ trích ngầm ông Obama. Chỉ vài ngày trước cuộc tấn công ở Paris, ông đã tuyên bố là phiến quân quốc gia nhà nước Hồi giáo đã bị kiềm chế.